Alamos. Calorigan. Alamos. Uri. Alamos. Almas. Donna. Alamos. Calorigan. Alamos. Donna. Rogan. Alamos. Rogan. Alamos. Alamos. Chào mừng các bạn đến với trận đấu thứ tư ở thể loại solo sang giữa Dinosaur và Chim Sẻ Đi Nắng. Quá trông vánh. Vâng, mới chỉ có 42 phút ngoài đời trôi qua và Dinosaur đang thất thủ với tỷ số 3-0. Trận đấu thứ tư, vâng, lại một bài đánh kiểu Trung Quốc nhưng trên màn hình thì đã có một con hươu bị phi lỗi. Vâng, có lẽ là sự trở lại của Dinosaur vẫn chưa được lợi hại như lời anh tuyên bố. Vâng, sau 3 trận đấu thì có thể nhìn thấy rằng Dinosaur đã không còn lợi hại như xưa. Bây giờ sẽ là một chú voi đưa về nhà chính, vẫn chưa thấy anh đóng chiếc BG. Vâng, lúc này thì các bạn có thể thấy rằng chúng ta sẽ còn hai thể loại, đó chính là AC và Zamdum. Nhưng ở thể loại Seng thì rất khó đây do có thể đặt ngược được thế cờ. Khi mà 3 trận đấu trôi qua, anh là người đang thất bại. Vâng, một cánh rừng khá đẹp. Địa chỉ đặt S thì cũng đã tới rồi. Vẫn chưa thấy quả phụ, mới chỉ có một voi. Một vai hiêu thì một con bị phi hỏng. Bây giờ thì cần thêm bất kỳ một đồ ăn gì nữa, Dinosaur sẽ đủ đồ để lên đời. Địa với nhà trận này có hai rừng khá đẹp rồi. Sẽ bò BB ở mặt nào đây. Vâng, đây rồi, bãi quả phụ. Vâng, anh tiện tay đóng luôn chiếc BG. Vâng, đúng là nhanh như điện và tiện như Dino. Vâng, tình huống vừa rồi thực ra thì anh cũng có quá nhiều gỗ thôi, vì vậy mà vẩy tạm chiếc BG. Sẽ là chiếc S thứ hai. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy một cái hõm rừng rất đẹp. Vâng, chuẩn, không cần chỉnh. Zokanta Oklama Isa Alamas Omis. Vâng, đây là một bài chưa phải là chuẩn. Thiếu một voi sẽ là một bài chuẩn với mọi quân. Nhưng với xe như vậy cũng đã là quá đủ rồi. Chúng ta cùng chờ đợi xem Dinosaur đánh bao nhiêu em. Vâng, từ phía 3 giờ sang nhà Dinosaur sẽ rất khó khăn. Vì vậy mà BA sẽ xây cạnh với chiếc giếng. BBM bo từ trên 3 giờ xuống. Vâng, khá chuẩn rồi. 25 dân. Vâng, không biết tại sao anh có bị chết dân hay không. Tôi thấy 25 dân nhưng 7 phút 39 em có thể kích lên đời. Hơi bất ngờ. Vâng, đây là chiếc S nhân đôi. Vâng, 3S thành 4S.
Chế được đặt giữa hai cánh rừng, một cánh rừng già và một cánh rừng thông. Vâng, BB bò hơi dị. Chim sẻ đi nắng đang có điểm số rất cao. Vâng, trong 3 trận đấu vừa qua thì chim sẻ luôn ép đời siêu chuẩn. Dù là 25 cộng 1, 26 cộng 1, 27 cộng 1 thì chim sẻ đều ép dường như là mắc. Một chút lợi thế khi lên đời. Và một chút lợi thế trong việc sóc quân. Chim sẻ đã tạo ra sự đột biến cao khi đối đầu với Dinosaur. Vâng, ngay trở về của Dinosaur có vẻ như không được như ý. Vâng, anh chưa đủ thực để có thể kích. Nhưng trận này anh rất nhiều gỗ. Vâng, đóng cả ruộng rồi vẫn chưa thể kích được. 10 bao nhiêu? 10-30 với 27 dân. Vâng, lúc này Dinosaur đang cho dân đi để kiểm tra xem chỗ con vực có còn hở không. Vâng, nếu hở sẽ bo những chiếc BE. Vâng, 2 BE là kín. Chuẩn luôn. Các nông dân ăn quả ra đóng BA. Có không, anh cấy ruộng. Vâng, các bạn có thể thấy lượng gỗ của Dai so rất nhiều. Lên đời xong anh đã có 8 chiếc ruộng. Rất chuẩn bài trong khi đánh giang. Vâng, vẫn những thao tác quen thuộc, kích bánh xe sau đó điên cuồng xong dần ra để vén tiếp ruộng. Thế này địa thế Dinosaur khá đẹp. Vấn đề là khi anh đối đầu với chim sẻ trong những pha điều R. Ở thời điểm hiện tại thì có lẽ chim sẻ là người điều R hay nhất ở Việt Nam. Vâng, 5 PA được xây theo hình cánh hoa. Vâng, tơn đầu tiên đều. Cái cùng chờ đợi xem Dinosaur sẽ xin được bao nhiêu tơn đều. Vâng, chim sẻ lên đời cách biệt so với Dinosaur. Vâng, như chim sẻ đánh với bài 25 cộng 1. Như vậy là sẽ lên đời trước Dinosaur khoảng 20 giây. Nửa tơn cuối được. Vâng, gặp rồi. 5 con cung gờ của chim sẻ lao vào định hành làng công dân người én. Nhưng kế hoạch đã bị phá sản. Vâng, tôi vừa khen Dinosaur sóc đều thì tôi mới chỉ thấy có 4 con cung gờ của Dinosaur thôi. Rất bất ngờ. Vâng, có vẻ như vừa rồi tab của anh vừa bị kẹt. Nhà chim sẻ nếu như dựa vào dấu hiệu xe giò, trận này nằm ở góc 2 giờ. Vâng, chim sẻ quyết định công vào hướng khác. Nhưng ở trận đấu này thì nhà của Dinosaur rất đẹp. Vâng, một cung gờ đã nằm xuống. Nhưng bù lại cũng ăn lại được một cung gờ của chim sẻ. Tỷ số là 2 đều. Vâng, đột nhiên cung gờ của chim sẻ là rất dễ nằm xuống. Có vẻ như trên đường dài Dinosaur gặp rất nhiều sư tử. Vẫn rất từ tốn và chậm rãi, từ từ đẩy quân ra khỏi nhà. Đang dường như anh đang thiếu ở thế thủ. Vâng, chim sẻ và đi quân lỗ chim sẻ. Đang chim sẻ thiệt hại mất một cung gờ. Rất hay, vẫn còn đó những pha điều giờ. Vâng, của ông vua AC năm 2011. Xin lỗi các bạn, năm 2010. Vâng, trận chung kết năm 2010 giữa Dinosaur và Yugi, tỷ số là 4-3 nghiêng về Dinosaur. Bây giờ thì chim sẻ đang dùng bài bắn e. Và
vài sở trường của các game thủ Trung Quốc, cách giành chiến thắng dễ nhất của các game thủ Trung Quốc đối với các game thủ Việt Nam. Thực ra thì Dinosaur cũng mạnh nhất đó chính là ở thể loại solo AC. Rất hài phòng của Dinosaur thì đánh AC là bá đạo. Đối với tôi nhìn nhận thì ở Hải Phòng sinh ra đánh tập đánh AC, tập đánh AC ngay từ đầu. Thậm chí có một thời gian dài các game thủ Hải Phòng đánh ở thể loại Google Maps, đang đánh mở bản đồ sáng. Vâng, các bạn có thể thấy chia sẻ xa leo dốc của Cung Gờ. Đó là Cung Gờ đứng trên dốc sẽ có lợi thế hơn rất nhiều so với Cung Gờ của Đai So đứng dưới dốc. Còn đứng trên dốc thì bao giờ cũng được cộng đạn. Nhưng này Đai So đang giảm quân của bắt quân của chia sẻ. Vẫn còn một đường lui. Vâng, tóm lại là vừa rồi thì Đai So bắt quân của chim sẻ. Nhưng cũng thiệt hại lớn anh thuộc về anh. Timeline của anh đang là 5.84. Vâng, có lẽ bây giờ timeline của chim sẻ đang khoảng 6x. Vâng, hơn khoảng chục cung R thôi. Vẫn chưa đáng kể là bao nhiêu. Đài So đã lên nhà BA6. Vâng, hơi muộn màng khi anh ra đi. Không biết là anh đã lên được trận số 2 chưa. Vâng, đây rồi. Chim sẻ quyết định ôm nhà Đài So. Các bạn có thể thấy những pha dàn quân hình cánh cung rất đẹp mắt. Rất đông và hung hãn. Rõ ràng là số lượng quân của chim sẻ vượt trội so với Đài So. Việc tăng A ở phút thứ 22 của Đài So là hơi thì ở phút thứ 17 và mười phút 17 thì sẽ có hai lựa chọn, một là đóng BC, hai là đóng B. Chính xác thì là phút thứ 18.5 là phút dành cho nâng cấp trận thứ 2. Vâng, về phút thứ 17 thì tôi đã chứng kiến Sang Long đánh với Long Lý Gà với trận gà đã chỉ trượt trận thứ 1. Thomas. Đang ngồi ở pha với E khá nhanh của Đài So, có cơ lại để lọt. Không được rồi, vâng, phần thực hiện là bố của Đài So đã bị chia sẻ cho đã cung giờ vào móc máy. Rất thông minh, chỉ cho 5 cung giờ lại thôi. 5 cung giờ bắn liền một lúc, vâng, mất 20 máu chưa đủ chết hàng dân. Vâng, tiếp tục với E. Rất khó chịu, không kịp rồi. Lại một bài dư nâng của chim sẻ đi nắng. Cho 5 con vào trước, sau đó là đội quân phía sau lao vào sau. Bây giờ càng có quân của Đài So đang bị rối loạn. Điều số chim sẻ thì đang vượt trội. Đài tiếp tục phải E không? Vâng, cái thời điểm quan trọng nhất thì anh đã không phải E. Có lẽ tỷ số sẽ là 4-0. Rất khó khăn cho Đài So. Cơ hội dành cho Đài So lập ngược ở thể loại xe là không nhiều. Vâng, đây là xe cung R. Chúng ta cùng xem chim sẻ có bao nhiêu nhà BA. Mặc dù chim sẻ bị bắt khá nhiều quân trong nhà Đài So, nhưng việc làm cho Đài So bị mất tay, không phải sóc đều một quân cũng là một lợi thế của chim sẻ. Vâng, bây giờ thì loạn tiếp sân không. Vâng, các anh vẫn thỉnh thoảng điều rờ gọi là có ví dụ thôi. Và tự nhiên là điều hỏi rờ không tác dụng của máy khi mà những con rờ bắt đầu vào rồi. Vâng, liên tiếp công vào cả hai hướng. Lúc thì tạt trái, lúc thì tạt phải. Vâng, lúc này mặc dù Đài So xây nhà BA ở giữa, nhưng anh cũng đang cực kỳ mất tay với chim sẻ. Vâng, có vẻ như cung rờ của chim sẻ cũng biết bay. Đài So đang dồn một đạn quân khá lớn lên bắn hàng BE của chim sẻ đi nắng. Timeline của Đài So thì đang là 78/88. Vâng, chim sẻ dường như đã đóng cả nhà
chính, vâng, đóng BC thiết kế nhà chính mới và đang đào vàng. Đào vàng này thì tôi nghĩ là không phải lên 4 mà chỉ là để nâng đầu máu thôi. Vâng, việc 7 máu so với 80 máu QR là sự khác biệt cực lớn. Tiếp tục công vào những dãy nhà BE của chim sẻ. Vâng, bài này thì lúc trước chim sẻ đã dùng với đai so rồi. Vâng, mình không được rồi. Rất đông cung R của chim sẻ đã kéo về để bắt lại. Và cung R đến bắt máy của Dinosaur. Quá đông và hung hãn. Vâng, tham lai vừa có lẽ đang đè rất mạnh rồi. Mặc dù tham lai của Dinosaur cũng đang rất là nhiều, 78/96, nhưng của chim sẻ có lẽ đã lên 100. Vâng, chặt gấu 2, anh Quyên chưa nâng cấp. Vâng, xong rồi. Phút thứ 31 của trận đấu. Vâng, anh có 1. Tỷ số là 4-0. Vâng, như vậy là thể loại solo sen đã kết thúc. Chúng ta hãy chờ đợi thể loại thứ hai, có thể là AC hoặc là giam đùm. Vâng, các bạn có thể thấy một màu vàng trải dài từ góc 12 giờ xuống góc 2 rưỡi, rất rộng lớn.